Từ 6 tháng tuổi trở lên, trẻ sẽ mọc những chiếc răng sữa đầu tiên, đánh dấu cột mốc trẻ bắt đầu có thể chuyển từ chế độ 100% sữa mẹ hoặc sữa công thức sang chế độ ăn dặm. Tuy nhiên, không phải trẻ nào cũng phát triển giống nhau. Có những trẻ bắt đầu quá trình mọc răng từ 4 đến 5 tháng tuổi, nhưng có trẻ từ 10 đến 12 tháng tuổi mới bắt đầu mọc răng. Nếu trẻ từ 12 tháng tuổi trở lên mà chưa mọc răng thì được gọi là mọc răng chậm ở trẻ. Hiện tượng mà chậm mọc răng hoặc thậm chí nó không mọc thì có nhiều nguyên nhân. Trẻ bị thiếu cân khi sinh. Thứ hai là tình trạng thiếu dinh dưỡng, đặc biệt là thiếu vitamin D. Đó. Thứ ba là những cái rối loạn nội tiết, ví dụ trong hợp mà thiểu năng tuyến yên hoặc tuyến giáp, trong một số hội chứng Down, hội chứng Turner hoặc là cái loạn sản đòn sọ là cái triệu chứng mà hay gặp là do cái ngừng phát triển hoặc là kém phát triển của xương đòn xương sọ. Chậm mọc răng ở trẻ đôi khi chỉ là hiện tượng sinh lý bình thường, nhưng nếu kèm theo các biểu hiện như còi cọc, không tăng trưởng về chiều cao, cân nặng, khó ngủ, đổ mồ hôi trộm vào ban đêm, biếng ăn thì đang cảnh báo trẻ mắc bệnh còi xương, suy dinh dưỡng. Điều trị theo cái nguyên nhân của vấn đề. Đầu tiên là gì? Đối với những cái bệnh lý toàn thân thì chúng ta nếu chúng ta điều trị, có thể điều trị được thì nên điều trị. Thứ hai, vấn đề tại chỗ thì chúng ta này loại bỏ những cái nguyên nhân gây cản trở hiện tượng mọc răng. Đó là gì? Những cái răng thừa, là những cái u răng, những cái nang thân răng hoặc là những cái lợi sơ chúng ta cần phải phẫu thuật tách bỏ. Đó. Tiếp theo đến là với những cái trường hợp mà trong trường hợp mà cái bệnh nội hội chứng cái loạn sản đòn sọ ấy, thì chúng ta cần có một kế hoạch điều trị lâu dài cũng như theo dõi tốt bằng các cái biện pháp như là loại bỏ những cái răng sữa còn tồn lưu trên cung hàm, lấy bỏ những cái răng mà thừa ngầm trên trương mọc trong miệng. Đó, nán chỉnh phương biện pháp nán chỉnh răng để cho có một khớp cắn đúng và có biện pháp phù hình để phục hồi lại những cái răng mà vĩnh viễn bị thiếu hoặc không mọc trên cung hàm. Để phòng tránh hiện tượng chậm mọc răng ở trẻ thì nên thực hiện các biện pháp dưới đây. Trong quá trình mang thai và cho con bú, người mẹ cần ăn uống đa dạng và đầy đủ chất dinh dưỡng như canxi, vitamin, khoáng chất. Đối với trẻ sơ sinh thì cho trẻ tắm nắng mỗi ngày để bổ sung vitamin D từ tự nhiên. Đối với trẻ đã bắt đầu ăn dặm thì bổ sung thêm vào khẩu phần ăn của trẻ thêm sữa và các chế phẩm từ sữa. Cho trẻ ăn thêm hoa quả tươi bằng cách ép nước hoặc xay mềm. Bổ sung thêm canxi và vitamin D dưới dạng thuốc uống theo chỉ định của bác sĩ.